Mình sẽ giới thiệu với các bạn cái bộ ba này. Thứ nhất là giò đồng láng này, thứ hai là giò sừng láng này, giò đồng sừng láng này. Thì bộ ba dụng cụ này dùng để chữa cận thị các bạn ạ, và làm đẹp da. Thế thì chữa cận thị như thế nào? Thì mình dùng cái, nếu mà người nóng người nhiệt thì mình dùng cái đồng này, mình lăn này, từ đầu mắt đến đuôi mắt này, nhẹ nhàng ép lên giác mạc để chữa cận thị. Hoặc là mình làm ở văn phòng ngồi máy tính nhiều nhức mỏi mắt, mình cũng có thể dùng cái đầu này đó, làm như này đó, hết 10 lượt mắt bên này mình đổi sang mắt bên kia, mỗi bên khoảng 10 lượt như vậy đó. Không những thế, mình có thể lan khắp da mặt này, để làm mát này, làm mịn da này. Thì nó cũng chia thành hai đầu âm dương như này, những cái đồ đồng làm mát ấy, để chữa cho những người nhiệt và những người nóng, những đồ sừng này cho những người huyết áp thấp, người sợ lạnh. Còn người bình thường thì các bạn dùng đồ nào cũng được đó. Thì nó có cái cây này, nó có cả hai đầu, các bạn lấy cả hai đầu như này được đó. Thì các bạn cứ làm nhẹ nhàng thôi, cảm giác nó rất là dễ chịu và khoan khoái, mắt của mình cảm thấy là nó thoải mái. Thì cái này là dụng cụ không thể thiếu được trong cái việc là chữa các bệnh liên quan đến mắt hoặc là chữa bệnh cận thị nha các bạn nhé. Một ngày các bạn thực hiện như này khoảng 3 đến 4 lần, hoặc rỗi lúc nào các bạn lăn lúc đó. Okay.